cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Theo quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh quy hoạch gần 30 cảng bến thủy nội địa tại Hưng Yên. Theo đó, đối với đường thủy nội địa, quy hoạch định hướng ngoài các tuyến đường thủy do Trung ương quản lý, quy hoạch các tuyến đường thủy do địa phương quản lý, các tuyến sông Bắc Hưng Hải, sông Sặt, sông Cửu Yên, sông Chanh, sông Điện Biên, sông Tam Đô, cải tạo nâng cấp, đạt tối thiểu cấp 5 trở lên. Đồng thời, phát triển cảng, bến thủy nội địa phù hợp với quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành và quy hoạch khác có liên quan, tuân thủ quy định pháp luật có liên quan. Cụ thể, tỉnh Hưng Yên sẽ có 2 tuyến do Trung ương quản lý là tuyến sông Hồng 64 km và sông Luộc 28 km, cùng 6 tuyến do địa phương quản lý gồm tuyến sông Bắc Hưng Hải, sông Sặt, sông Cửu Yên, sông Chanh, sông Điện Biên và sông Tam Đô. Địa phương sẽ quy hoạch 5 cảng thủy nội địa, hàng hóa gồm cảng Mễ Sở huyện Văn Giang, Phố Hiến huyện Kim Động, Hưng Yên thành phố Hưng Yên, Triều Dương huyện Tiên Lữ và cảng La Tiến huyện Phù Cừ. Tổng công suất của 5 cảng đạt khoảng 1,9 triệu tấn trên năm. Ngoài ra, quy hoạch cụm cảng hành khách Hưng Yên, Văn Giang, cảng Bình Minh, cảng Phố Hiến, cảng Hưng Yên, cảng La Tiến trên sông Hồng và sông Luộc cho cỡ tàu 100 ghế và công suất 200.000 lượt khách mỗi năm. Đối với bến thủy nội địa, tỉnh Hưng Yên quy hoạch 21 cụm bến, chủ yếu là các bến hàng hóa và bến khách ngang sông. Quy hoạch lưu ý việc đầu tư các cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh phải phù hợp với quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các quy hoạch, kế hoạch có liên quan. Tên, vị trí, quy mô, diện tích, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của các công trình sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn lập thẩm định phê duyệt theo quy hoạch của pháp luật. Ngoài dự kiến các cảng xây dựng mới nêu trên, căn cứ nhu cầu thực tế để nghiên cứu điều chỉnh, phát triển thêm các cảng khác phù hợp với định hướng của các quy hoạch liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Để tối ưu hóa vận tải, các cảng cạn và trung tâm logistics cũng được quy hoạch tại nhiều khu vực phù hợp với tình hình sản xuất hàng hóa trên địa bàn. Theo đó, tỉnh Hưng Yên sẽ phát triển 4 cảng cạn gồm Yên Mỹ diện tích dự kiến 10 ha, Văn Lâm 15 ha, Minh Châu 10 ha và Tân Lập 10 ha. Ngoài ra, một số cảng cạn tiềm năng được quy hoạch gồm Ân Thi dự kiến tại huyện Ân Thi, Lạc Hồng huyện Văn Lâm, Kim Động huyện Kim Động và cảng cạn Tiên Lữ huyện Tiên Lữ. Cùng với đó, có 5 trung tâm logistics được quy hoạch gắn với các cảng cạn gồm Yên Mỹ diện tích dự kiến 73 ha, Văn Lâm diện tích dự kiến 53 ha, Minh Châu diện tích dự kiến 40 ha, Ân Thi diện tích dự kiến 12 ha và Lạc Hồng diện tích dự kiến 20 ha. Cầu vượt sông Đào với tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ là cây cầu dây văng đầu tiên của Nam Định, hiện đang được đẩy nhanh tiến độ để hợp long trong thời gian tới. Dự án xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi tại thành phố Nam Định được khởi công vào tháng 10 năm 2022 với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng là cây cầu dây văng đầu tiên của thành phố. Cầu có thiết kế gồm 16 nhịp, tổng chiều dài 1,6 km trong đó. Cầu chính vượt sông dài 0,8 km, mặt cầu rộng 20,5 m, sử dụng hệ dầm cáp hỗn hợp liên tục bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Cầu chính có 2 trụ tháp cao 31,5 m, mô phỏng hình búp sen và làm bằng bê tông cốt thép. Mỗi trụ tháp bố trí 9 bó cáp dây văng tạo dáng mỹ thuật tôn lên vẻ đẹp kiến trúc. Phần cầu dẫn dùng kết cấu nhịp dầm bằng bê tông cốt thép dự ứng lực với đường dẫn hai đầu dài khoảng 0,8 km. Đến nay, dự án đã đi vào giai đoạn gấp rút với các kỹ sư, công nhân và máy móc đang nỗ lực thi công để sớm hoàn thiện hợp long. Phần đường dẫn đã trải đá ở nhiều đoạn nhưng vẫn còn những đoạn nền đất chưa hoàn thiện. Dự kiến đến tháng 3 năm 2025, cầu sẽ được thông xe kỹ thuật. Theo quy hoạch, thành phố Nam Định phát triển theo mô hình đa cực, lấy sông Đào làm trục chính để mở rộng đô thị hai bên bờ, tạo sự kết nối giữa đô thị cũ và các không gian đô thị mới phía nam sông Đào. Khi hoàn thành, cầu qua sông Đào sẽ là điểm nhấn kiến trúc cho thành phố Nam Định, đồng thời có ý nghĩa lớn trong việc thúc đẩy kinh tế xã hội và thị trường bất động sản. Ngoài ra, cầu sông Đào còn liên kết trực tiếp với tuyến đường trục phía Nam và tuyến đường bộ mới thành phố Nam Định, Lạc Quần, đường bộ ven biển, có tổng vốn đầu tư 6.000 tỷ đồng.
Các dự án liên kết này sẽ mở ra không gian phát triển mới, tăng cường kết nối khu vực trung tâm với các huyện phía Nam và vùng kinh tế ven biển. Dự án được thi công bởi liên danh 3 nhà thầu gồm Công ty Cổ phần Xây dựng Nasaco, Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam, Công ty Cổ phần Xây dựng Trung Nam 18 EC. Mới đây, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức lễ bàn giao công trình cống Âu Nguyễn Tấn Thành thuộc dự án công trình kiểm soát nguồn nước kênh Nguyễn Tấn Thành và bờ hữu sông Vàm Cỏ Tây. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 518 tỷ đồng, trong đó phần xây dựng cống Âu là hơn 460 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào ngày 11 tháng 11 năm 2022. Sau gần 2 năm thi công, đến ngày 2 tháng 5, cống Nguyễn Tấn Thành được chính thức mở và vận hành sau 2 tháng đóng để ngăn mặn, trữ ngọt. Tổng chiều rộng thông nước của cống là 52m, gồm một khoang 40m và một khoang âu thuyền 12m. Các công trình phụ trợ gồm nhà quản lý, đường quản lý vận hành, hệ thống quan trắc, giám sát tự động. Hiện tại tất cả các hạng mục của công trình đã hoàn thành và được bàn giao cho tỉnh Tiền Giang để khai thác vận hành. Cống Âu Nguyễn Tấn Thành có vai trò tạo nguồn trữ và cấp nước bổ sung nhằm khép kín hoàn toàn vùng dự án. Bên cạnh đó, nó cũng tăng cường khả năng kiểm soát lũ, chiều cường, xâm nhập mặn, chủ động kiểm soát điều tiết nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và phục vụ sinh hoạt. Công trình cống Âu Nguyễn Tấn Thành khi hoàn thành đưa vào khai thác nhằm ngăn mặn, trữ ngọt, bảo vệ vùng sản xuất nông nghiệp của địa phương với khoảng 130.000 ha và tạo nguồn cung cấp nước sinh hoạt ổn định cho gần 1,1 triệu người dân của hai tỉnh Tiền Giang và Long An. Theo Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10, đây là cống ngăn mặn có quy mô lớn thứ hai ở đồng bằng sông Cửu Long, chỉ sau cống Cái Lớn, Cái Bé, Kiên Giang. Cống Âu Nguyễn Tấn Thành là cống thứ 7 sẽ tạo nên hệ thống cống ngăn mặn, trữ ngọt, ngăn chiều cường khép kín, bảo vệ có hiệu quả sản xuất và dân sinh cho nhân dân. Hai tuyến đường tại Yên Bái đã và sắp hoàn thiện có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối vùng cao với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Khai thác tuyến đường 412 tỷ đồng, đường nối quốc lộ 37, quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt đầu tư vào năm 2020, khánh thành ngày 30 tháng 4 năm 2024. Tổng giá trị đầu tư của dự án là 412 tỷ đồng do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư. Dự án do liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Nam Phong, liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Phát, Công ty Cổ phần Bình Dương, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú là nhà thầu thi công. Tuyến đường có chiều dài hơn 4 km, thiết kế bề rộng nền đường 33 m, bề rộng mặt đường 21 m, vỉa hè rộng 10 m, mặt đường được trải thảm bê tông nhựa và công trình thoát nước được thiết kế vĩnh cửu. Theo Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái Trần Xuân Cường, tuyến đường hoàn thành và đưa vào khai thác tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thành phố Yên Bái sang hữu ngạn sông Hồng. Sắp hoàn thiện tuyến đường 1.300 tỷ đồng kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Ngân hàng Phát triển Châu Á và Chính phủ Australia tài trợ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt dự án đầu tư và giao Ban Quản lý Dự án 2 làm chủ đầu tư. Tuyến thứ nhất kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài khoảng 147 km. Tuyến thứ hai kết nối Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái với cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài khoảng 53 km đi qua địa bàn các huyện Văn Yên, Văn Chấn. Trong đó, tuyến đường nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng mức đầu tư gần 1.300 tỷ đồng, bắt đầu triển khai từ tháng 6 năm 2022. Tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn từ nút giao IC14 đến trung tâm xã Đại Sơn, huyện Văn Yên đã được hoàn thành thảm bê tông nhựa hai lớp, phương tiện lưu thông thuận tiện. Đoạn từ xã Mỏ Vàng đến giao với quốc lộ 32, nhà thầu đang tập trung huy động hàng loạt máy móc hiện đại để đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ. Theo Bộ Giao thông Vận tải, công tác giải phóng mặt bằng, tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai được tách thành các tiểu dự án riêng do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện từ tháng 1 năm 2021. Hiện nay, chủ đầu tư đang chỉ đạo nhà thầu tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để thi công hoàn thành các đoạn tuyến trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2025, sớm đưa tuyến vào khai thác sử dụng, Bộ Giao thông Vận tải nêu.
5 tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư đã được Bộ Giao thông Vận tải đánh giá tổng thể và nghiên cứu đầu tư nâng cấp có dự án khởi công trong năm nay. Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư có hạn, còn nhu cầu lưu thông rất lớn, một số tuyến cao tốc được áp dụng hình thức phân kỳ đầu tư với quy mô 2 hoặc 4 làn xe không có làn dừng khẩn cấp. Tình trạng này đã gây ra những bất cập hạn chế, trong đó có nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết của Quốc hội, Bộ Giao thông Vận tải đã có những đánh giá tổng thể và nghiên cứu đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã được đầu tư phân kỳ. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đến nay các tuyến cao tốc 2, 4 làn xe đều đã được nghiên cứu đề xuất mở rộng. Cụ thể, đoạn La Sơn - Hòa Liên dài 66 km, phương án nâng cấp đạt quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh cần khoảng 3.011 tỷ đồng. Phương án đã được cấp có thẩm quyền thống nhất bố trí vốn từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong tháng 4 và dự kiến khởi công trong năm 2024, cơ bản hoàn thành trong năm 2025. Đại diện Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án mở rộng tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên cho rằng, việc mở rộng tuyến từ 2 lên 4 làn xe là phù hợp. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần khớp nối toàn tuyến cao tốc từ Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, Quảng Ngãi, tạo thành mạng lưới giao thông huyết mạch, liên hoàn, giảm tải cho quốc lộ 1, phá thế độc đạo của tuyến đường bộ qua hầm Hải Vân. Đoạn cam lộ La Sơn dài 98 km, phương án nâng cấp đạt quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, cần khoảng 7.000 tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuyến cao tốc này được đưa vào khai thác từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 với quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12m, không có giải phân cách cứng ở giữa. Thời gian qua, tuyến đường này xảy ra nhiều vụ tai nạn, trong đó có những vụ đặc biệt nghiêm trọng. Đoạn Cao Bồ - Mai Sơn dài 15 km, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt dự án đầu tư mở rộng đạt quy mô 6 làn xe với tổng mức đầu tư khoảng 1.875 tỷ đồng. Dự kiến khởi công dự án trong năm 2025, cơ bản hoàn thành trong năm 2026. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Bình, sau khi được phê duyệt dự án, các đơn vị chức năng đang tiến hành thủ tục chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công vào tháng 11 tới đây. Theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, dự án sẽ nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm thiểu tai nạn giao thông, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh Nam Định, Ninh Bình. Đồng thời, dự án góp phần từng bước hoàn thiện quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, góp phần thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, phát triển đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận dài 51 km, Bộ Giao thông Vận tải đang phối hợp với nhà đầu tư đề xuất dự án hoàn chỉnh, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đạt quy mô 6 làn xe kết hợp với nâng cấp đoạn thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương đạt quy mô 8 làn xe theo phương thức PPP. Đoạn Hòa Lạc - Hòa Bình dài 26 km. Từ tháng 5 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã bàn giao dự án cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình làm cơ quan có thẩm quyền để nghiên cứu phương án đầu tư nâng cấp đạt quy mô 6 làn xe theo phương thức PPP. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã cơ bản hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 7.950 tỷ đồng. Hải Phòng là đô thị có lịch sử truyền thống gắn với quá trình xây dựng và phát triển lâu đời, là đô thị trung tâm của vùng đồng bằng sông Hồng. Nghị quyết số 45 NQTU ngày 24 tháng 1 năm 2019 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định việc mở rộng không gian đô thị của thành phố là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố Hải Phòng phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt của Hải Phòng từ 74-76%, đất xây dựng đô thị chiếm 34-35%, tổng diện tích đất tự nhiên đô thị trung tâm được mở rộng sang khu vực huyện Kiến Thụy, thành lập quận Kiến Thụy. Đồng thời phát triển 4 đô thị gồm các thị trấn An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Bà đạt tiêu chí đô thị loại 4, 6 đô thị như Xuân Đám, Phủ Long, huyện Cát Hải, Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo và đô thị Trường Sơn, huyện An Lão là đô thị loại 5. Đặc biệt, đến năm 2030, huyện Kiến Thụy sẽ được nâng cấp thành đơn vị hành chính cấp quận thuộc thành phố Hải Phòng. Nơi đây sẽ hình thành không gian kinh tế, khu công nghiệp tại một số khu vực, phát triển các ngành dịch vụ, nhất là logistics và các ngành công nghiệp trên cơ sở khai thác tuyến đường ven biển và các công trình giao thông cấp quốc gia,
được quy hoạch trên địa bàn Kiến Thụy. Hiện nay, mục tiêu đến năm 2025, thành phố Hải Phòng có tỷ lệ đô thị hóa đạt 60-70%, tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 31-32%, thành lập quận An Dương và thành phố Thủy Nguyên bao gồm toàn bộ đảo Vũ Yên. Thành phố Hải Phòng đang thực hiện lộ trình nâng cấp huyện An Dương thành quận, phát triển kinh tế xã hội theo hướng đô thị hóa. An Dương sẽ trở thành trung tâm động lực phát triển công nghiệp công nghệ cao của Hải Phòng, phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, dịch vụ trọng tâm là du lịch logistics và lưu trú. Còn Thủy Nguyên bao gồm toàn bộ đảo Vũ Yên đã được xây dựng thành đô thị loại 3 trực thuộc thành phố Hải Phòng. Đây là khu đô thị mới gắn với trung tâm chính trị hành chính của Hải Phòng, trung tâm công nghiệp, thương mại dịch vụ, tài chính, du lịch văn hóa và giải trí, y tế, giáo dục, trung tâm nghề cá cấp vùng, trọng điểm phát triển công nghiệp hiện đại, thông minh bền vững, động lực phát triển kinh tế biển. Để thực hiện mục tiêu trên, thành phố Hải Phòng đã đầu tư xây dựng mới, phát triển thành phố trở thành một trong các thành phố đáng sống, văn minh hiện đại, xứng tầm là đô thị loại 1 cấp quốc gia. Công cuộc cải tạo chỉnh trang và tái thiết đô thị, cải tạo các khu vực dân cư đô thị hiện hữu, khu vực dân cư đô thị hóa cũng là một trong những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của thành phố. Không chỉ tập trung mở rộng không gian đô thị của thành phố, việc nâng cấp cải tạo đô thị cũng là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có khoảng 205 chung cư cũ, trong đó đã hoàn thành đầu tư xây dựng 7 tòa chung cư mới trên nền hiện trạng khoảng 31 chung cư cũ và hiện đang tiếp tục hoàn thiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ theo quy định. Việc tăng hiệu quả trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu, nguồn lực tài nguyên thiên nhiên, đất đai, tối ưu hóa công tác vận hành và khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội sẽ nâng cao năng lực phục vụ cộng đồng, phục vụ nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng đơn vị thi công vừa tổ chức khởi công công trình chỉnh trang, nâng cấp trục đường Thùy Vân thuộc các phường 2, 8 và Thắng Tam. Sau khi hoàn thành, khu vực này sẽ là điểm nhấn thu hút du lịch của thành phố. Toàn bộ trục đường nằm trên khu đất 28 ha, khu vực bãi sau thành phố Vũng Tàu sẽ được đầu tư nhiều hạng mục hạ tầng, công viên, dịch vụ với mức đầu tư 1.094 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Cụ thể là cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đường Thùy Vân, gồm xây dựng công viên Thùy Vân khoảng 19,21 ha, cải tạo một số hạng mục trong công viên bãi sau hiện hữu với diện tích khoảng 2,15 ha, cải tạo khu cột cờ thành khu đặt tượng cá ông mới. Bên cạnh đó còn mở rộng lối đi trong công viên, mở rộng đường xe đạp, trạm dịch vụ công cộng hiện hữu và xây mới một trạm dịch vụ công cộng lát sân xung quanh. Ngoài ra, địa phương còn xây mới toàn bộ công viên ven biển với diện tích khoảng 17 ha, từ khu du lịch san hô xanh đến đường Nguyễn An Ninh và nhiều hạng mục phục vụ công cộng khác. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong tháng 4 năm 2025, đúng dịp chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2025, 80 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 8, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Vũ Hoàng Thành cho biết thêm. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động phong trào thi đua cao điểm 50 ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ đưa tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên vận hành chính thức cuối năm 2024. Theo Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại tiến độ dự án đạt hơn 98%, cơ bản hoàn thành việc thi công, lắp đặt thiết bị trên hiện trường, đào tạo lái tàu và nhân viên vận hành. Đơn vị cũng phát động phong trào thi đua cao điểm 50 ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ đưa tuyến metro số 1 khai thác trong năm 2024. Hiện công tác thi công hiện trường tuyến metro số 1 cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn một vài hạng mục nhỏ đang được các nhà thầu thi công dự kiến đến ngày 31 tháng 10 hoàn thành lắp đặt thiết bị. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai song song các công việc như nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, đánh giá an toàn hệ thống, chạy thử, đăng kiểm, hội đồng nhà nước nghiệm thu. Metro số 1 là dự án đường sắt đô thị đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng. Dài gần 20 km từ Depot, Long Bình, Thủ Đức đến Bến Thành, quận 1.
Ngoài 11 ga trên cao, tuyến còn 3 ga ngầm ở trung tâm thành phố, gồm Bến Thành, Nhà hát thành phố và Ba Son. Dự án Metro số 1 được khởi công vào tháng 8 năm 2012. Sau hơn 10 năm khởi công, toàn dự án đã hoàn thành 98% khối lượng, nhưng đang gặp nhiều vướng mắc do tranh chấp, đòi chi phí phát sinh gần 4.000 tỷ đồng, bất đồng quan điểm từ nhà thầu.